Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra mình hái trái thù lù nha các bạn. Không biết đã già đã chín chưa nhưng mà mình không hái là tuần sau sẽ đổ tuyết xuống. Nghe nói có tuyết xuống mà không biết bao giờ nha. Ra hái giùm thôi, tuyết xuống nó hư hết. Hái vô nhà ăn nha. Hôm nay vô nhà ăn thử trái thù lù, ăn chua, thử mình chấm với cái gì nó ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ hái. Đó, nguyên cây thù lù nè. Wow, để mình quay qua cho các bạn xem. Mùa này mà có trái hái là vui rồi. Bạn không có che dở khen ngon gì hết á, có là hái à. Trái nó đeo từ dưới gốc lên tới ngọn luôn á. Năm này là không có tốt bằng năm ngoái đâu, tại năm này cái vườn nhà mình sửa đó, mình lười biếng chăm sóc mấy cái trái này quá. Mình để cho nó lên tự do. Wow, nhìn trái nè. Ngon chưa? Để mình chiếu gần tới cho các bạn xem. Đó, hấp dẫn ha. Đã ha. Đó, thù lù gì mà nó bự vậy. Như vậy là mình trồng không chăm sóc đó các bạn. Nó hơi nhỏ đó. Hái. Nè, mình lột ra cho các bạn xem cái trái của nó nè. Wow, vô ăn chắc chua lắm đây. Chưa chín, năm ngoái là mình trồng nó chín vàng luôn rồi năm nay. À, nhìn mà thèm quá các bạn. Như trái cà chua xanh ha. Đó, đã chưa? Một trái. Wow, cái trái này bự nè các bạn. Trái này bự nhất nè. Không biết bự nhất hay bự nhì đây nè. Wow, nhìn đã ha. Đó, tí vô nhà rửa sạch sẽ rồi ăn nha. Hai trái rồi. Tiếp tục hái. Quá chừng. Cái trái này mà mình cũng chưa làm thử cái sốt cho các bạn xem nữa. Bữa nào làm cái sốt chấm xúc bánh tráng ăn tuyệt vời lắm. Cái nào trái nấy bự quá chừng. Vậy là sai nhỏ rồi các bạn. Năm ngoái mình trồng cái trái nó bự thì là bự, nó bự gấp đôi cái trái này luôn. Năm này nhỏ bớt rồi đó. Con thỏ con chuột gì nó đòi ăn nó keo quá. Các bạn. Trời tối tối rồi. Lạnh rồi các bạn. Cái hơi lạnh nó xuống nó chiều tối nó lạnh lạnh dữ á. Buốt buốt cái mũi rồi. Wow. Nhìn này các bạn. Ngon ha. Không biết cắn thử miếng làm sao. Thử cái vị của nó bây giờ nó chua hay nó ngọt hay là nó lạ, thử nha. Dùi cho sạch đi, cái trái này ở trong nó có cái chất keo các bạn, nó nhớt nhớt, nó dính dính. Chưa có chua lắm, ăn giống rau quả vậy, chưa được chua. Ăn xuống dưới là chua các bạn. Xuống dưới nó hơi chua chút xíu này. Cái hộp nó bạn thấy không? Wow, ngon. Tí vô nhà chấm với gì ăn. Hôm nay mua cái loại môi son đó các bạn, đánh vô nó dính á, ăn không có bám vô đồ ăn, thấy cũng gứt lắm. Nó cũng dính mà dính chút chút thôi. Tiếp tục hái nha. Trái gì mà nhiều quá chừng, năm này lười biếng, trồng lười biếng quá. Nhổ nguyên cây vô nhà hái ha. vô nhà cầm nguyên cây vừa hái vừa ăn luôn, khỏi mất công. Wow, ở dưới này có hình trái này. Thôi để mình thu gần xuống dưới mình hái cho các bạn xem nha. Đó,
Trời cũng sắp tối rồi các bạn ơi. Chuột rồi chim chóc rồi thỏ rừng rắn rết gì nó đi ngủ hết rồi. Còn có mình ngồi đây hái thù lù. Ở dưới này ba trái nè các bạn. Hả? Cái gì? Chim chóc chó mèo rắn rít trời đi ngủ hết rồi mà tại sao em còn ngồi đây? Bò ngựa rồi nó cũng vô chuồng hết rồi tại sao em ngồi đây? Em đi, đi vô nhà chạy. Trái này nó lớn tuổi quá mà cái vỏ nó mục luôn nè. Vỏ thù lù các bạn thấy không? Bự chưa? Mờ quá ha. Trời tối rồi mà. Kệ lâu lâu hái bữa tối bữa ha. Đó, thù lù màu tím cái trái nó nhỏ hơn. Thù lù xanh cái trái nó bự hơn các bạn ơi. Hái chè hết. Biết mấy con thỏ có thích ăn thù lù không nữa. Đó, được mớ rồi đó. Nè, cái trái này nó rụng nè các bạn. Hơi rụng lấy làm chi. Còn nào nữa nè. Trái gì mà. Trái này chắc còn non. Trái bự ha. Còn đâu nữa không? Trời thiệt tối rồi. Mình đi hái trái cây. Qua ở đây nè, đây có trái bự. Trái này nó sát dưới đất bị con gì nó ăn nè các bạn thấy không? Đó, chỉ cần chạm đất thôi là có con sâu nó tới nó thăm liền. Nó thăm cho miếng nè, trắng phéo rồi đó. Cái này còn được không? Này ok nè. Trái gì mà mập quá trái. Trời mờ quá ha. Trái này ok nè. Hái luôn. Được chừng này thôi các bạn, đi vô nhà ăn thử nha. Đã hái thù lù vô tới nhà rồi các bạn, bây giờ rửa nha. Rửa sao cho nó sạch sạch tí nha, mình ăn nè. Mà cái vỏ này nó bọc lại chắc cũng không có dơ lắm ha. Vỏ này bọc kỹ cho các bạn. Nhìn cái trái nè. Thường ha. Đó, chuẩn bị muối ớt nè. Rồi có chuẩn bị hai cái bình nước sốt này. Sốt cà chua. Rồi sốt chấm rau củ. Mình ăn thử xem sao nha. Pha. Cái sốt này đợt trước mình ăn mình hay lấy cái sốt này mình bỏ thẳng lên rau quả các bạn nói đổ ra cái dĩa chấm nó hấp dẫn hơn thì mình bỏ hai màu ha. Một màu trắng rồi một màu tương cà chua là màu đỏ. Để xem ăn ngon như thế nào. Màu trắng nè. Các bạn bỏ vô dĩa trắng có thấy gì đâu. Thử nha. Chưa ăn mà đã thèm quá chừng rồi. Wow. Nó chua. Mới đầu cắn vô nó không có chua. Mà từ từ nó mới chua các bạn. Thử hai màu luôn nha. Đó, chấm hai màu. Đó. Xin mời các bạn ăn trái thù lù. Thù lù của Mexico. Trái này người ta đặt là trái cà chua của người Mỹ. Ở Việt Nam mình á, mình gọi người Mexico. Người Việt Nam mình ở bên Mỹ gọi người Mexico là người Mỹ các bạn. Đó. Ngon. Không ngờ nha. Chấm ngon thiệt đó. Mình ăn không có vẻ nó không có đủ vị. Nó chưa có chua lắm. Mà ăn với cái sốt này nó ngon tuyệt vời luôn. Hấp dẫn quá. Ngon các bạn. Mua về ăn nha. Trái này ăn tốt lắm á. Vị thuốc nữa. Quá chừng ngon. Lượm mấy trái bự ăn. Nó chỉ bự nó trưởng thành rồi nó giòn mà nó chua. Còn trái mà nhỏ quá thì nó đắng. Nó đắng nó lạc các bạn. Nó không có chua. Chấm tiếp tục các bạn. Thử miếng tương cà chua luôn. Wow. Mời các bạn.
thấy chưa, mình ăn mà mình cầm cái dĩa này nó mới đẹp nè các bạn. Mình cầm cái dĩa này nó mới đẹp. Xích ra tí ha. Chấm nè, tiếp tục ăn một trái bự, thiệt bự các bạn, ăn cho đã. Trái cây mà mới hái ngoài vườn vô thì khỏi phải chê các bạn, các bạn trồng thử biết ha, hái vô ăn liền tuyệt vời luôn, không có cái gì ngon bằng, tươi ăn hết. Hôm nay mình dùng son môi không phai màu các bạn, nó bám chắc luôn, của hãng Nusikin, hãng mà mình làm đó, nó rất là chắc, không có phai màu, khỏi phải sợ ăn son ha. Quá chừng ngon. Mua về ăn các bạn ơi, ngon thiệt là ngon. Các bạn mua cái trái mà ở ngoài chợ bán là nó bự nữa. Bữa nào mình mua trái bự về mình ăn cho các bạn xem nha. Trái nó bự, bự bằng nắm tay cũng có, nhưng mà không biết có tươi ngon bằng trái mình trồng không. Trái thu đầu mình trồng cái vỏ này, hồi nãy mình phải bọc ra dày đó, bóc ra để mình rửa trong cho nó sạch, xong mình vẫn để cái vỏ này các bạn thấy không, vẫn để cái vỏ để cho nó bọc, nhìn cái trái nó đẹp ha, nhìn là biết trái thu lù, mà mình lấy ra hết thì nhìn tưởng trái cà chua xanh thôi đó. Ngon quá, ăn tiếp tục thôi các bạn. Wow, ăn trái này chắc khỏe cả ngày các bạn ơi, trái này ăn tốt lắm. Quá chừng ngon. Tương cà chua hay là cái sốt ren này chấm cũng ngon hết. Trái nào bự nhất, tìm trái nhỏ tí ăn thêm xem sao nha. Trái này thù lù này giống màu tím nha các bạn, nó vỏ màu tím. Ăn cái trái nhỏ thử nó như thế nào, nó có đắng giống như thù lù non bên Việt Nam không nha. Hồi nhỏ mình thích ăn thù lù, ra ngoài vỉa đường á, ngoài chỗ bãi cỏ đi hái thù lù, sau mà chưa có trái chín cái mình hái trái xanh mình ăn, nó ghê quá, nó đắng mà nó làm sao á. Không nha các bạn, vẫn ngon. Lại ngọt nữa, giống như là trái này nó cũng trưởng thành rồi, nhưng mà nó nhỏ con thôi chứ không phải là nó còn non. Quá ngon. Cảm ơn các bạn nha. Năm trước mình hái thu lù vô chỉ nấu canh thôi, rồi xào nấu này cái kia thôi, chưa có ăn sống lần nào. Các bạn yêu cầu mình ăn, cảm giác thật là tuyệt vời, quá quá chừng ngon luôn á, vừa tươi vừa ngon, mà chấm cái nước sốt này nó ngon làm sao á. Ăn bao nhiêu trái rồi, vẫn còn đây. Mình sao ăn cho hết cái dĩa này. Tiếp tục trái nữa ha.
trái này nó chín, nó ngọt. Trái thu lô này trồng lên nấu canh chua ăn hết sảy nha các bạn, ngon lắm á, ăn sống cũng ngon, làm sốt sốt bánh tráng cũng ngon, rồi nướng lên cũng ngon bạn, cắt làm đôi rồi ướp lên rồi nướng trên bếp, xào nấu gì cũng ngon hết trơn, quá chừng ngon. Ăn không ngừng các bạn, no luôn. Ăn được mấy trái? Đếm mấy cái bọc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái bọc này các bạn, bọc của cái trái này được 8 trái, 9 trái, no luôn các bạn, quá no rồi. Còn cái này để ngày mai nấu canh chua cá ăn nha, hết sảy luôn. Nãy mình quên chấm miếng muối thử xem sao ha. Bây giờ chấm miếng muối ăn nó làm sao, muối ớt nha, có gì khác biệt không? Nó không có ngon lắm, không có thích hợp bằng chấm với sốt cà chua, với cái sốt mà chấm rau quả béo béo chua chua mặn mặn đủ gia vị này, rất là ngon. Chấm với muối thì không có hợp lắm, anh ăn cũng ok. Nó chua mà cay, nó mặn. Cũng ngon nhưng mà không có hấp dẫn bằng hai cái nước sốt nãy mình chấm nha. Tạm biệt các bạn, thiệt đây, đi làm video cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn các bạn video kế tiếp. Các bạn yêu cầu mình ăn cái gì nữa thì mình sẽ tiếp tục ăn nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye.